Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình 60 phút cùng bác sĩ Nhi Đồng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường là một căn bệnh không xa lạ đối với người cao tuổi như ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, trên thực tế, căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa và có thể gặp ở mọi nhóm tuổi, kể cả trẻ em và thanh thiếu niên. Do đó, tìm hiểu về đái tháo đường trẻ em, dấu hiệu nhận biết căn bệnh, tầm quan trọng của việc điều trị và phòng ngừa bệnh là vô cùng cấp thiết. Thế nên chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh đái tháo đường ở trẻ em. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Bích Huyền, phó trưởng khoa thận nội tiết bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. À, xin chào bác sĩ. À, đầu tiên, một câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ, à, xin bác sĩ hãy cho biết bệnh đái tháo đường có phổ biến không ạ? À? Và thường gặp ở những nhóm tuổi nào ạ? À? À, bệnh đái tháo đường là một cái bệnh ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. À, hiện nay thì cái vấn đề đái tháo đường ở trẻ em thì ngày càng được quan tâm nhiều hơn, thì à, cái tần suất mắc đái tháo đường thì ngày càng gia tăng ở nước ta nói chung cũng như tất cả các nước khác trên thế giới, thì tùy theo chủng tộc thì cái tần suất mắc đái tháo đường thì dao động trong khoảng từ 15 đến 30 trẻ à, đến 30 trẻ trên 100.000 trẻ dưới 15 tuổi à, và cái đái tháo đường này ảnh hưởng ở mọi lứa tuổi ở trẻ thì hai nhóm tuổi mà thường gặp nhất đó là nhóm tuổi ở trẻ từ 4 đến 6 tuổi và nhóm tuổi thứ hai là nhóm tuổi uh, xoay quanh cái tuổi dậy thì là 10 đến 15 tuổi. Và cái tỷ lệ mà mắc bệnh ở cả hai giới là không có khác biệt. Uh. Uh, thì theo một cái thống kê của cái Viện Dịch tễ uh, tại Việt Nam về đái tháo đường thì năm 2020 thì tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở toàn quốc nước ta là khoảng 7,3% và cái tỷ lệ này được ước tính là sẽ tăng lên khoảng 8,7% vào năm 2025 tương đương với khoảng hơn 4,2 triệu người mắc đái tháo đường. thì tại bệnh viện Nhi đồng 1 thì hàng năm chúng tôi tiếp nhận khoảng 30 đến 50 trẻ được chẩn đoán là mắc mới đái tháo đường và tới hiện tại thì tại bệnh viện Nhi đồng 1 khoa thận nội tiết thì đang quản lý và điều trị khoảng 300 trẻ mắc đái tháo đường. Yeah. À, như vậy thì đái tháo đường được hiểu là như thế nào? Uh, đái tháo đường uh, đây là một cái tình trạng là gia tăng cái đường huyết trong cơ thể thì đối với đái tháo đường tiếp một là do cái tình trạng uh, xuất hiện những cái tự kháng thể dẫn đến cái tình trạng là phá hủy tụy À, khi mà cái tình trạng tụy bị phá hủy sẽ dẫn đến cái tình trạng giảm tiết insulin ừ. thì khi cái chất insulin là cái một cái hormone để điều hòa cái đường huyết trong cơ thể thì khi giảm cái insulin dần sẽ gây ra cái tình trạng đường huyết tăng cao thì khi tình trạng đường huyết tăng cao thì trẻ sẽ có thể xuất hiện một số những cái triệu chứng như là mình sẽ thấy là trẻ ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều và sụt cân Ừ. À, đối với trẻ đái tháo đường tiếp 2 thì cái nguyên nhân chủ yếu là do cái tình trạng cơ thể trẻ bị đề kháng kéo dài với lại cái hormone insulin. Thì từ đó khi mà cái sự đề kháng kéo dài như thế này ừ. thì trẻ cũng sẽ có cái xu hướng tăng đường huyết và khi tăng đường huyết cũng sẽ xuất hiện những cái triệu chứng tương ứng với lại cái đái tháo đường tiếp 1. Ừ. Như vậy thì thưa bác sĩ, bệnh đái tháo đường ở trẻ em có khác gì so với người lớn hay không ạ? À, thì về nhìn chung bệnh đái tháo đường của trẻ em... À, Ngoài những cái nguyên nhân hiếm gặp khác thì mình thấy đái tháo đường nó chỉ xi chia làm hai tiếp, nghĩa là đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2. Ừ. À, thì đối với người lớn thì đái tháo đường tiếp 2 sẽ chiếm đa số. À, tuy nhiên ngược lại đối với đái tháo đường tiếp 1 thì lại thường gặp ở đa số các trẻ. Ừ. À, vậy thì các biểu hiện chung của bệnh đái tháo đường ở trẻ em thì sẽ là gì ạ? À, những cái triệu chứng của bệnh đái tháo đường tiếp 1 và tiếp 2 thì cũng là gần giống nhau. Ừ. Thì biểu hiện bằng những cái triệu chứng mình hay 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 nói là bốn nhiều nghĩa là ăn nhiều uống nhiều tiễn nhiều tuy nhiên là trẻ sẽ sụp cân thì ăn nhiều là như thế nào thì trẻ sẽ có cái tình trạng là ăn nhiều hơn về số lượng bữa cũng như là cái số lượng thức ăn trong một bữa ăn và trẻ có xu hướng sẽ ăn nhiều cửa ăn vặt hơn à, trẻ uống nhiều thì sẽ có tình trạng là uống nước nhiều và xu hướng là trẻ thích uống những cái thức uống ngọt à, tuy nhiên mặc dù uống nhiều nhưng trẻ vẫn có những cái biểu hiện như là khô môi khô miệng À, và cái tình trạng trẻ trẻ đi tiểu nhiều thì trẻ tiểu nhiều lẫn cả về số lượng lẫn về số lần đi tiểu à, cái cái một số những cái biểu hiện khác như trẻ có thể có tình trạng là tiểu đêm tiểu lắt nhắt và thậm chí là tiểu dầm mặc dù mình thấy trẻ sẽ ăn nhiều uống nhiều à, tuy nhiên trẻ sẽ có sụt cân dần à, một số trường hợp khác thì trẻ có thể đến trong cái tình trạng là nước tiểu có kiến bu à, tuy nhiên mình thấy những cái triệu chứng như là ăn nhiều uống nhiều thì thường á là người nhà khó để ý và khó phát hiện ra nhất là những cái trẻ mà mà ở lứa tuổi dậy thì thì thường những cái đó sẽ nhầm lẫn với tình trạng ở à, à, trẻ đang tụ, đầu độ tuổi dậy thì trẻ sẽ ăn nhiều hơn à, trẻ để phát triển hơn nên thành ra là khó có thể phát hiện trong cái giai đoạn đó mà trừ khi à, người nhà hay đưa trẻ đến trong cái tình trạng là trẻ sụt cân mặc dù thấy ồ à, ăn nhiều quá nhưng vẫn thấy là sụt cân và sụt cân nhiều trong một cái khoảng thời gian ngắn thì nhiều trường hợp thì mình tiếp nhận ở tại bệnh viện nhi đồng một là có khi trẻ sụt cả 5 đến 7 cân ừ. trong một tháng ờ, ngoài ra nếu như một cái tình trạng mà trẻ uh, với những cái triệu chứng như vậy mà không được phát hiện sớm để đưa đến mà thăm khám và điều trị kịp thời ừ. thì khi một cái những cái triệu chứng đường huyết nó cứ tăng hoài trong cơ thể mình kéo dài trong khoảng thời gian vài tháng thì có thể trẻ xuất hiện những cái tình trạng nặng những cái biến chứng của cái đái tháo đường người ta gọi là cái tình trạng nhiễm toan ceton đái tháo đường. À, thì khi đó trẻ sẽ nhập viện trong cái tình trạng là là khá là nặng, có thể là với những biểu hiện như là đau bụng, ờ nôn ói và thở nhanh, thậm chí trẻ có thể có tình trạng là rối loạn tri giác, lừ đừ hôn mê và co giật và nhập viện trong một tình trạng là khá là nặng. À, như vậy thì chúng ta có thể chia đái tháo đường thành hai tuyết đó là đái tháo đường tuyết 1 và đái tháo đường tuyết 2. À, như vậy thì tất cả những cái dấu hiệu mà bác sĩ Huyền vừa chia sẻ thì có phải là đều là biểu hiện chung của cả hai tuyết không ạ? Thì đáy tháo đường tiếp 1 và tiếp 2 thì có biểu hiện chung là những cái triệu chứng như đã nói là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và sụp cân. À, tuy nhiên mình thấy rằng đối với những cái trẻ đáy tháo đường tiếp 2 thì là thường xuất hiện ở những trẻ là có tình trạng thừa cân, béo phì. Và những trẻ này thường sẽ có những cái dấu hiệu là đề kháng insulin mình có thể thăm khám trên lâm sàng với là cái dấu hiệu là gai đen mà những cái trẻ thường con béo phì hay có là ở vùng cổ ở vùng nách và vùng bẹn vâng à, như vậy thì làm sao để quý phụ huynh có thể phát hiện được sớm bệnh tiểu đường uh, trước khi trẻ có những cái biến chứng nặng à, thì thường á, là những cái phụ huynh của mình sẽ đưa trẻ đến khám khi mà trẻ đã có triệu chứng rồi những cái triệu chứng mình đã kể trên uh, Mà khó phát hiện được khi mà đưa trẻ đến sớm Tuy nhiên uh, những trường hợp như là những cái trẻ đáy tháo đường tiếp 2 Là những trẻ thừa cân béo phì Thì các phụ huynh thường đưa trẻ đến trong cái giai đoạn có thể là sớm hơn Với tình trạng là phát hiện những cái dấu hiệu là Uh, gai đen ở vùng cổ, vùng nách, vùng bạn. thì uh, khi những cái trẻ này được đưa đến thăm khám, thì tùy theo tình hình, uh, các bác sĩ sẽ kiểm tra uh, xem trẻ có thừa công béo phì như thế nào và có phải là cái tình trạng những cái dấu gai đen đó là tình trạng của đề kháng insulin hay không uh, và trẻ có tiền sử là có người trong gia đình mắc cái bệnh đái tháo đường hay không, thì từ đó các uh, bác sĩ sẽ quyết định cho trẻ có thực hiện cái xét nghiệm để chẩn đoán đái tháo đường uh, tại thời điểm đi thăm khám hay không. À, chúng ta đều biết rằng là đái tháo đường tuyết 1 và đái tháo đường tuyết 2 đến từ hai cái cơ chế sinh lý bệnh khác nhau như vậy thì việc phòng ngừa từng tuyết nó cũng sẽ gần như là khác nhau phải không ạ à? à, thì à, thật ra đó như mình đã nói phía trên đó, là đái tháo đường tiếp 1 là tình trạng do cái cơ thể tự sản xuất ra các tự kháng thể mà phá hủy các à, tuyến tụy của mình ừ. à, do đó muốn ngăn ngừa được đái tháo đường tiếp 1 thì mình phải ngăn ngừa được à, sự xuất hiện các tự kháng thể. Tuy nhiên hiện tại chưa có một cái thuốc nào giúp ngăn ngừa được cái tình trạng này. À, thì khi một cái sự xuất hiện các tự kháng thể ấy à, phá hủy cái tụy, thì khi đó diễn tiến cái thời gian sẽ sẽ xuất hiện các triệu chứng khởi phát bệnh. Thì hiện tại người ta đang nghiên cứu một số thuốc để à, tác động vào cái khoảng thời gian này. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi có sự xuất hiện cái tự kháng thể, thì người ta sẽ bắt đầu cho thuốc vào cái khoảng giai đoạn này để kéo dài cái thời gian khỏi phát bệnh chứ mình hoàn toàn không ngăn ngừa được cái tình trạng ừ. à, xuất hiện cái các uh, tụ kháng thể của bệnh đái tháo đường tiếp 1. À, ừ. riêng đối với cái uh, bệnh đái tháo đường tiếp 2 thì đó là cái tình trạng uh, cơ thể đề kháng với lại insulin ừ. thì mình làm sao ngăn ngừa được cái tình trạng đề kháng insulin thì sẽ ngăn ngừa được uh, cái sự uh, diễn tiến phát hiện uh, phát triển thành cái bệnh đái tháo đường tiếp 2. thì một số cái biện pháp có thể giúp ngăn ngừa được cái tình trạng uh, uh, đề kháng cái insulin đó là làm sao cho trẻ đừng thừa cân và béo phì ừ. thì mình ăn uống lành mạnh một cái chế độ vận động hợp lý ừ. một cái uh, chế độ ăn uh, đầy đủ và hợp lý cũng như là uh, cái lối sống lành mạnh thì sẽ giúp ừ. cho trẻ uh, cơ thể trẻ có thể nhạy cảm hơn với lại insulin ừ. như vậy thì đối với đái tháo đường tuyết 2 chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được phải không ạ à? uh, vậy chế độ ăn lành mạnh chúng ta sẽ cần phải lưu ý những điều nào ạ à? À, chế độ ăn lành mạnh đối với trẻ thì hầu như mình sẽ áp dụng cho tất cả các trẻ chứ không riêng gì những cái trẻ đái tháo đường ừ. thì một chế độ ăn lành mạnh là mình sẽ ăn như thế nào mình sẽ ăn nhiều rau củ trái cây à, mình ăn những cái ngũ cốc nguyên hạt hạn chế những cái thức ăn tinh bột và hạn chế những cái thức ăn có chứa nhiều năng lượng à, mình sẽ không ăn những cái thức ăn chiên dầu thay vào đó mình sẽ ăn những thức ăn hấp luộc và những cái cái thức uống mà có chứa đường những cái thức uống tăng lực thì nên hạn chế tối đa À, như vậy thì à, còn về chế độ vận động sinh hoạt thì thế nào sẽ là một cái lối sống lành mạnh ạ à? à, với cái chế độ vận động sinh hoạt à, hợp lý thì à, gia đình nên khuyến khích trẻ với các hoạt động ngoài trời mình cho trẻ tăng cường hoạt động thể lực ừ. à, có thể từ mức nhẹ dạ, trung bình đến nặng và ít nhất là khoảng 20 phút cho đến 60 phút ừ. trong một ngày à, đối với những cái trẻ hiện nay thì thường là cái lối sống tĩnh tại là chiếm đa số cái trẻ thường có xu hướng ở trong nhà nằm xem những cái thiết bị điện tử uh, uh, xem game coi tivi thì uh, gia đình nên khuyến khích trẻ là và hạn chế tối đa cái thời gian cho những cái cái hoạt động tĩnh tại này uh, tối đa là trừ khoảng 1 giờ cho đến 2 giờ trong một ngày ừ. và nên tạo điều kiện cho trẻ hoạt động nhiều hơn như là mình có thể cho trẻ đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường thay ừ. vì là đi xe máy uh, mình có thể tăng cường sử dụng thang bộ uh, và uh, khuyến khích trẻ hoạt động nhiều hơn trong những giờ nghỉ giải lao những giờ tập thể dục Ừ. À, và phải khuyến khích trẻ là nên ngủ sớm không thức quá khuya đối với trẻ em con thì sẽ, sẽ ưu tiên là khuyến khích trước 22 giờ <laughs> như vậy thì ngủ sớm trước 22 giờ cũng là một điều rất quan trọng à, à, Kính thưa quý vị à, trẻ em thì thường sẽ thích rất là thích ăn nhiều đồ ngọt như vậy thì ăn nhiều đồ ngọt có phải là nguyên nhân dẫn đến bệnh thái thấu đường ở trẻ em không ạ Thì như mình đã phân tích ở trên thì một cái chế độ ăn lành mạnh thì sẽ giúp ngăn ngừa được cái bệnh đái tháo đường tiếp 2. À, tuy nhiên cũng không phải tất cả những cái bệnh nhân ăn nhiều đồ ngọt là có thể dẫn đến là đái tháo đường tiếp 2 hoàn toàn. Tuy nhiên một cái chế độ ăn mà nhiều đồ ngọt là một cái chế độ ăn không nên khuyến khích ở tất cả các trẻ. Thì khi mình biết rằng nếu tiêu thụ đồ ngọt trong một cái quá trình lâu dài sẽ dẫn đến cái tình trạng là trẻ thừa cân béo phì và đây là một cái nguy cơ sẽ dẫn đến cái tình trạng đái tháo đường tiếp 2 cũng như những bệnh lý chuyển hóa khác. Ừ. À, nãy giờ chúng ta đã được nghe qua về các cái cơ chế sinh lý bệnh cũng như là những cái nguyên nhân dẫn đến à, bệnh đái tháo đường tuyết một cũng như là bệnh đái tháo đường tuyết 2 như vậy thì khi trẻ đã mắc đái tháo đường rồi thì cái cách điều trị tiếp theo chúng ta sẽ cần phải làm những gì ạ à, thì đối với việc điều trị đái tháo đường à, là một cái sự kết hợp của nhiều biện pháp không chỉ riêng về, về thuốc mà chúng ta còn phải có những cái cách giáo dục về dinh dưỡng về chế độ vận động ừ. hợp lý để mà giúp trẻ có thể kiểm soát được cái mục tiêu đường huyết thì đối với bệnh đái tháo đường tiếp 1 thì việc sử dụng là chủ yếu là thuốc chích insulin ừ. thì về cái thuốc insulin thì có nhiều cái dạng tác dụng có thể là tác dụng nhanh tác dụng chậm tác dụng ở mức trung bình và tùy theo từng cá thể của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ phối hợp những cái loại insulin đó với nhau còn đối với đái tháo đường tiếp 2 thì cái thuốc chủ yếu là thuốc uống metformin tuy nhiên có đôi khi mình sẽ thấy bác sĩ sẽ kết hợp giữa thuốc uống và thuốc chích chẳng hạn như trong cái giai đoạn đầu đối với những trẻ đái tháo đường tiếp 2 thì cái những cái chỉ số đường huyết nó khá là cao thì thường chế độ điều trị sẽ kết hợp với thuốc uống và thuốc chích à, tuy nhiên cái việc chích này không có phải là à, chích lâu dài mình có thể giảm liều dần và có thể ngưng thuốc nếu cái mục tiêu đường huyết đã đạt được và có chỉ định từ bác sĩ Yeah. Nếu như mà đường huyết của trẻ tốt Thì gia đình có thể tự ý Mình ngưng insulin luôn được không ạ à? à, Về cái việc tự ý Mà ngưng insulin đối với đá tháo đường Tiếp 1 là Tuyệt đối không khuyến cáo Bởi vì ừ. à, đối với cái việc điều trị đá tháo đường Tiếp 1 là mình, mình, mình thấy rằng phải lệ thuộc vào cái chuyện Là chích insulin và gần như trẻ Phải chích insulin suốt đời để đảm bảo được Kiểm soát tốt cái đường huyết trong mục tiêu Nên thành ra khi mà trẻ ngưng Đột ngột thì sẽ dẫn đến cái tình trạng biến chứng nặng của bệnh đái tháo đường đó là tình trạng nhiễm toan, xe đái tháo đường và trẻ thường nhập viện trong cái tình trạng khá là nặng. Ừ. Như vậy thì uh, gia đình cha mẹ sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc điều trị thưa bác sĩ? Uh, việc uh, điều trị đái tháo đường uh, tiếp 1 cũng như tiếp hai uh, thì cái vai trò của người nhà khá là quan trọng và đây là uh. cái vai trò chính yếu để quyết định sự thành công uh, của cái việc kiểm soát đường huyết ở trẻ thì um, Việc tuân thủ điều trị cũng như là áp dụng những chế chế độ ăn cũng như là chế độ vận động hợp lý là những cái khuyến cáo cho điều trị đái tháo đường cả tiếp 1 và tiếp 2 ở trong khi những trẻ khi trẻ trong bệnh viện thì sự hướng dẫn ở những cái hướng dẫn về chế độ thuốc những hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng thì bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân sẽ được thực hành trong bệnh viện Tuy nhiên về nhà là hoàn toàn hoàn toàn gia đình và bệnh nhân phải là tự thực hành và chỉ tái khám trong khoảng là dao động trong khoảng một tháng hai tháng thì sẽ gặp bác sĩ một lần. Ừ. thì do đó là cái vai trò của người nhà là quyết định hầu như là tất cả các uh, yếu tố thành công để cho đạt được cái mục tiêu uh, kiểm soát đường huyết. thì về mặt người nhà thì những cái yếu tố cần biết như là về cái dinh dưỡng thì người nhà phải nắm được những cái loại thức ăn nào là tốt ừ. cho trẻ tiểu đường, những cái loại thức ăn nào thức uống nào là cần hạn chế tối đa cho trẻ tiểu đường. Ừ. À, thứ hai về cái việc theo dõi đường huyết thì người nhà phải biết được cái cách à, à, thử đường huyết, biết được ừ. cái số lần theo dõi đường huyết và biết được theo thời gian theo dõi đường huyết về cái à, kỹ thuật tiêm insulin thì người nhà phải biết là loại thuốc à, insulin mình xài là loại thuốc nào, cách tiêm insulin, vị trí tiêm insulin cũng như là cái cách gia giảm cái liều insulin à, cho, tùy theo cái từng bữa ăn cũng như là cái tình trạng đường huyết tại cái cửa ăn đó của trẻ. Ừ. Bác sĩ Huyền có thể chia sẻ về những cái nhóm thức ăn nào mà tốt dành cho trẻ mắc đái tháo đường mình có thể sử dụng phù hợp sử dụng hàng ngày không ạ? Thật sự thì đối với trẻ em nhu cầu phát triển song song với lại cái tình trạng mình phải kiểm soát cái đường huyết thì không có khuyến cáo là trẻ phải hạn chế cái gì tối đa hết. Tuy nhiên là những cái thức ăn mà được mình được khuyến cáo trẻ ăn nhiều những cái thức ăn nào khuyến cáo trẻ ăn ít để đảm bảo trẻ đầy đủ năng lượng để phát triển thì có một số những cái hình ảnh trực quan sinh động để giúp cho người nhà cũng như trẻ nhận biết được cái nhóm thức ăn nào là mình sẽ ăn được nhiều, cái nhóm thức ăn nào mình sẽ nên tránh. À, thì trong những cái tài liệu hướng dẫn dinh dưỡng về tiểu đường mình thấy khá là nhiều cũng giống như là những cái cái hình ảnh về sữa, về nước, nước là được khuyến cáo là thay thế, nước lọc được khuyến cáo là thay thế cho tất cả các nước khác okay. nếu như trẻ cần những cái sữa thì lương đương nhiên phải uống đều đặn, còn những cái thức uống có đường, những thế nước ngọt, nước tăng lực thì cần nên hạn chế tối đa. Tuy nhiên nếu như trẻ muốn uống thì mình vẫn có thể cho trẻ uống nhưng với số lượng rất là ít. Uh -huh. Còn đối với cái cái việc mà chia chia cái khẩu phần ăn như thế nào để cho phù hợp với trẻ thì mình có một cái cái hình ảnh về cái đĩa ăn lành mạnh. Uh -huh. Thì nhìn trên cái đĩa ăn đó thì người nhà có thể biết được mình sẽ chia cái khẩu phần ăn đó là như thế nào. Ừ. cái lượng chất dinh dưỡng trong một cái cử ăn nó sẽ như thế nào thì về nguyên tắc chung thì người ta thấy rằng trên cái nửa để ăn nghĩa là 50 nghĩa là phân nửa đĩa ăn mình phải là chất rau chất xơ và nửa đĩa ăn còn lại thì là chất đạm và chất tinh bột thì trong đó chất đạm thì chiếm một phần tư đĩa và chất tinh bột thì chiếm một phần tư đĩa Ừ. À, bác sĩ huyền có thể chia sẻ cụ thể hơn Ví dụ như trong nhóm chất tinh bột thì những cái thực phẩm nào trẻ có thể ăn được số lượng nhiều những thực phẩm nào có thể ăn được số lượng ít à, và cụ thể hơn ở những cái nhóm thức ăn khác được không ạ ừ, Thật sự hơn thực sự là cái nhóm tinh bột thì là chủ yếu là cái gạo ừ. cái gạo của mình thì khi mình hướng dẫn trẻ thì trong những cái cử ăn cơm á, thì mình mình không có phải là là à, không được ăn cơm mà phải thay bằng bánh mì hay là hủ tiếu không nhưng mà mình sẽ cho người ta biết là cái lượng ừ. cái lượng tinh bột cái lượng cơm là là như thế nào là phù hợp đối với một cái bữa ăn chẳng hạn như mình, à, ăn lưng chén thôi hoặc là trẻ này ăn một chén rưỡi ừ. thì có những cái trường hợp người nhà rất là, là 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 kỹ là người nhà rất là là quan tâm đến cái cái chế độ ăn của trẻ và người ta sắm sẵn cái cân để người ta có thể cân được cái một cái lượng đạm ừ. mà một cái lượng tinh ừ. bột là cho một chén nó là bao nhiêu gram cơm để người ta um, thiết lập cái khẩu phần ăn cho trẻ. Ừ. Còn những cái 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 nhóm thức ăn mà như là những thức uống có đường, những thức nước trái cây mà bỏ thêm đường, những nước ngọt thì là mình nói rồi, mình phải hạn chế. Ừ. Tuy nhiên một lượng ít hoặc là mình có thể cân nhắc, mình coi trên cái 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 cái, cái lượng đường trên cái uh, thực phẩm để mình biết được là một ừ. cái lần một cái cửa ăn phụ trẻ có thể sử dụng được bao nhiêu cái lượng nước đó thì từ đó mình ừ. có thể là là kiểm soát được cái mức đường huyết nó tương đối tốt hơn. Ừ, à, đối với đái tháo đường tuyết 1 thì có phương pháp điều trị khác nào ngoài insulin không ạ? À? Ví dụ như là những cái phương pháp thuốc dân gian hay là thuốc uống gì đó? Thì hiện nay chưa có một cái phương pháp mà dân gian nào cũng như chưa có một cái loại thực phẩm nào đặc biệt nào mà có thể thay thế được cho thuốc insulin à, trong điều trị đái tháo đường tiếp 1 À, thưa bác sĩ, thì uh, như vậy thì ngoại trừ uh, thuốc ra thì uh, có các cái loại thức ăn hay là thực phẩm dược phẩm đặc biệt nào có thể điều trị được đái tháo đường không ạ? Thì, thì cũng chưa có những cái thực phẩm ừ. hoặc là những cái thức ăn đặc biệt nào mà để điều trị được cái đái tháo đá đường tiếp 1 uh, Về mặt nhìn chung thì là áp dụng cái phương pháp một cái lối sống lành mạnh cái chế độ ăn phù hợp uh, chất đạm chất đường và chất béo uh, cũng như sữa thì sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện đồng thời mình có thể kiểm soát tốt cái mục tiêu đường huyết của trẻ. Ừ. Uh, hồi nãy giờ thì bác sĩ Huyền có chia sẻ về các cái biến chứng ở trẻ mắc bệnh đái tháo đường thì uh, cụ thể hơn các biến chứng hạ đường huyết và nhiễm toan xe tô nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trẻ hả? Uh, về cái đái tháo đường thì uh, biến chứng thì người ta chia thành hai nhóm nhóm biến chứng cấp và nhóm biến chứng mạng đối với nhóm biến chứng cấp thì có hai cái uh, uh, biến chứng uh, thường hay gặp đó là hạ đường huyết và nhiễm xe tôn đái tháo đường đối với nhóm biến chứng mạng tính thì gần như cũng giống như người lớn là những cái biến chứng sẽ ảnh hưởng lên các mạch máu lớn mạch máu nhỏ ở tim thận mắt và thần kinh à, như vậy thì làm thế nào để phụ huynh nhận biết con em mình đang gặp những cái biến chứng cấp cũng như là biến chứng mạng nào À, về cái biến chứng cấp là cái biến chứng đầu tiên mình thấy là sẽ tình trạng là hạ đường huyết. Thì ừ. nếu như mà mình chích insulin đông trong cái cử ăn đó mà trẻ ăn ít hoặc là trẻ không ăn được hoặc là trẻ có biểu hiện tình trạng của bệnh tiêu hóa nôn ói thì ừ. khi mình chích insulin đó mình phải cẩn thận là trẻ có thể có tình trạng là hạ đường huyết. Ừ. do cái mình đã chích insulin rồi nhưng trẻ vẫn ăn không ăn đủ vô không ăn đủ vô cái cái cự đó ừ. và những cái triệu chứng của hạ đường huyết đó là trẻ sẽ là mệt mỏi bụng rũng tay chân vã mồ hôi thậm chí trẻ có thể lơ mơ và co giật ừ. còn đối với cái tình trạng mà nhiễm toan xe ton đá tháo đường là thường có thể là do tình trạng mình ngưng insulin đột ngột ừ. hoặc là trẻ có một cái tình trạng bệnh lý trẻ nhiễm trùng uh, nặng thì có thể thúc đẩy vô một cái cơn nhiễm toan xe ton thì khi cái tình như nãy mình đã chia sẻ những cái biểu hiện của nhiễm toan tôn đó là trẻ đau bụng, trẻ buồn nôn, trẻ tiêu chảy và thở nhanh thì đó là những cái dấu hiệu bắt buộc phải đưa trẻ vô trong bệnh viện như vậy thì trong những trường hợp trẻ gặp các biến chứng cấp tính như hạ đường huyết hay nhiễm toan xe tôn thì phụ huynh sẽ cần phải đưa trẻ đến ngay đến bệnh viện. Còn các biến chứng mạng tính của tiểu đường ở trẻ em như bác sĩ Huyền đã chia sẻ ở trẻ có thể mắc các biến chứng trên thận trên các mạch máu lớn cũng như là mắt hay thần kinh thì phụ huynh sẽ cần phải có những cái dấu hiệu nhận biết nào để nhận biết sớm trẻ đang có nguy cơ hoặc là đã đã mắc phải các cái biến chứng mạng này ạ? Thì đối với những cái biến chứng mạng của bệnh đái tháo đường thì thật sự là không xuất hiện sớm ừ. thường trẻ sẽ bị hiện tiểu đường sau khoảng 5 đến 10 năm thì sẽ xuất hiện những cái biến chứng mạng ừ. thì sau khoảng trẻ khi được chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường thì sau khoảng mỗi 3 đến 5 năm thì trẻ sẽ được tầm soát cái biến chứng của bệnh đái tháo đường một lần ừ. à, thì những cái cái biến chứng hiện nay mà cái do cái tình trạng mà trẻ kiểm soát không tốt cái đường huyết thì tại bệnh viện nhi đồng 1 mình cũng gặp à hai đến ba trường hợp do ừ. cái tình trạng là không tuân thủ điều trị và tình trạng đường huyết của trẻ mà khó kiểm soát. Uh, ừ. cái biến chứng gặp đó là rất là 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 đáng thương đó là biến chứng trên mắt. Thì hai cái bạn đó nó sẽ bị đục thủy tinh thể và nó sẽ mù mắt. Thì ừ. mình gặp là hai đến ba trường hợp như vậy. Còn một số những trường hợp khác mình sẽ thấy ảnh hưởng đến thận thì đó là cái tình trạng tiểu vi đạm niệu. Thì những cái tình trạng này thì sẽ được các bác sĩ kiểm tra đánh giá vào định kỳ mỗi 3 đến 5 năm. À, cho những cái bạn đái tháo đường để phát hiện sớm. thì khi ừ. có những cái tình trạng mà tiểu vi đầm điện như vậy, thì nếu như mà cái vẫn tiếp tục không kiểm soát được đường huyết và cái tình trạng ừ. vi đầm liệu cái dài như vậy, thì có thể mình phải xài thêm thuốc đối với những trẻ đái tháo đường. Ừ. Như vậy thì kính thưa bác sĩ, làm cách nào để chúng ta có thể ngăn chặn được các biến chứng này ạ? À? À, thì đối với cái biến chứng cấp tính thì mình phải hướng dẫn bệnh nhân, à, người nhà bệnh nhân nhận biết được cái dấu hiệu như là dấu hiệu của hạ đường huyết và bệnh nhân phải tuân thủ cái điều trị là ăn đúng cử và chích insulin đúng giờ và đúng liều thì sẽ giúp được ngăn những cái tình trạng là biến chứng cấp tính còn đối với biến chứng mạng tính thì đó là những cái biến chứng lâu dài đòi hỏi phải có sự kiểm soát tốt đường huyết do đó cần có sự tuân thủ điều trị và kết hợp với cái lối sống lành mạnh là cái cách tốt nhất để mình hạn chế được các biến chứng mạng tính à, như vậy thì có trường hợp nào trẻ đến khám nhưng mà lại không có đầy đủ hết tất cả các triệu chứng như là bác sĩ huy đã chia sẻ không ạ? À, vẫn có những trường hợp trẻ đến là hoàn toàn không có triệu chứng ừ. vì chỉ là một cái phát hiện tình cờ khi trẻ đi thử ở cái xét nghiệm tổng quát thì phát hiện cái chỉ số đường huyết cao thì thì những trẻ đó thì thường là những trẻ có cái tình trạng thừa cân béo phì ừ. và người nhà muốn đi tầm soát những cái bệnh lý tổng quát có có vấn đề gì hay không thì Uh, vô tình phát hiện cái chỉ số đường huyết cao uh, và khi đó thì làm thêm một số cái xét nghiệm sâu hơn để chẩn đoán thì phát hiện là trẻ đái tháo đường và những trẻ thường những trẻ đó là đái tháo đường tiếp 2. Uh, còn đối với những trẻ đái tháo đường tiếp 1 thì rất là khó phát hiện vì thường những cái trẻ đái tháo đường tiếp 1 là những trẻ là thường là ốm và không có tình trạng thường công béo phì và thường sẽ không có những cái triệu chứng xuất hiện trước đó à, chỉ khi nào có xuất hiện những cái triệu chứng như là à, mình đã kể như là ăn nhiều thấy tự nhiên tiểu nhiều hoặc là thấy sụt cân hơn thì người nhà mới đưa trẻ đi đến khám kính thưa bác sĩ hiện nay thì tại khoa thận nội tiết bệnh viện nhi đồng 1 đang điều trị và quản lý bệnh nhi mắc đái tháo đường như thế nào ạ? À, thì tại bệnh viện nhi đồng một khoa thận nội tiết sẽ quản lý và và điều trị à, những cái bệnh nhân à, đái tháo đường mới cũng như là những cái bệnh nhân à, đã được chẩn đoán đái tháo đường cũ à, thì à, hiện tại à, khoa cũng quản lý à, khoảng 300 bệnh nhân thì những cái đối với những bệnh nhân mới được chẩn đoán đái tháo đường thì sẽ được nhập viện À, và khi trẻ nhập viện thì sẽ được theo dõi sát những cái đường huyết à, sẽ được hướng dẫn về cái việc tiêm insulin à, cách tiêm lì lượng tiêm cũng như là thời điểm tiêm đồng thời cái việc quan trọng là à, trẻ cũng như người nhà sẽ được hướng dẫn về cái chế độ dinh dưỡng à, bởi những cái chuyên gia dinh dưỡng tại bệnh viện nhi đồng một à, trẻ cũng như người nhà sẽ được cung cấp những cái cái tờ bướm những cái à, à, sổ về dinh dưỡng à, để cho người nhà à, cân cân chỉnh được cái chế độ ăn à, cũng như là à, những cái à, cái cái thành phần à, lượng đường hàm ừ. lượng đường trong cái từng nhóm thức ăn à, thì sau khi trẻ đã được à, hướng dẫn à, hướng dẫn về cách tiêm hướng dẫn về cái dinh dưỡng và trẻ đạt được cái chỉ số đường huyết trong mục tiêu thì trẻ sẽ được xuất viện thì thông thường cái khoảng thời gian nó có thể là khoảng một tuần à, khi mà cái đường huyết của trẻ được à, ổn định và người nhà có thể học được cách tự tiêm ở nhà thì trẻ sẽ được xuất viện à, thì sau khi xuất viện thì trẻ sẽ được hẹn tái khám à, sẽ được uh, hướng dẫn cái cách theo dõi đường huyết tại nhà hướng dẫn cái cách uh, ghi những cái chỉ số đường huyết vào cái cuốn sổ theo dõi và sẽ được tái khám vào mỗi 2 tuần cho đến 4 tuần uh, tại khoa uh, tại phòng khám của khoa thận nội tiết bệnh viện nhi đồng 1. À, kính thưa bác sĩ thì trong quá trình hành nghề thì có các cái trường hợp đáng nhớ nào mà mình có thể chia sẻ với lại quý khán giả được không ạ à? à, thì có một số cái trường hợp là thứ nhất là trẻ không có tuân thủ điều trị à, cái việc kích thuốc à, tiêm thuốc đúng giờ cái việc chế độ dinh dưỡng như mình nói là khá là quan trọng à, à, tuy nhiên mình thấy rằng cái cuộc sống của người việt nam thì ba mẹ đi làm à, cái trẻ có thể là đi học mẫu giáo do đó những cái việc tuân thủ điều trị cái việc chích insulin 3 đến 4 lần trong một ngày thì cũng rất là khó khăn cho người nhà và dẫn, điều đó dẫn đến cái chuyện tuân thủ điều trị đái tháo đường tại Việt Nam của mình cũng như tại bệnh viện Nhi đồng một nói riêng thì nó khá là thấp à, một số trường hợp mình thấy rằng mỗi lần trẻ đi tái khám là trẻ sẽ do nhiễm xe to đái tháo đường và mỗi lần tái khám do nhiễm xe to đái tháo đường là trẻ đó nhập cấp cứu và sẽ nhập hồi sức và cứ như vậy liên tục cứ mỗi lần vô mỗi lần vô là trẻ sẽ vô cái cân nặng và sau khi mình điều trị ra ổn trẻ xuất viện thì lần sau trẻ lại vô thì hỏi ra nguyên nhân là do không tuân thủ tốt cái việc chích insulin ừ. à, vì người nhà mắc đi là mà không ai chăm bé nên nên bỏ rất là nhiều cưỡng chích insulin thì ừ. cái 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 bạn đó uh, lâu dần lâu dần bạn đó là là cái dẫn đến cái tình trạng là biến chứng mắt uh, ừ. là mù mắt và những cái trường hợp thì đối với một số trường hợp thì người ta lại quá tuân thủ cái chuyện điều trị người ta làm cho trẻ ăn kiêng đến mức mà ăn chay cả gia đình để ăn chay thì đối với một cái trẻ đó thường tiếp 1 là những cái lứa tuổi nhỏ thì nếu như mà mình cái hạn chế quá mức cái vấn đề dinh dưỡng thì sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển thể chất của trẻ à, khi mà cái tình trạng ăn chay kéo dài thì rõ ràng cái bạn này ngày càng sụp ký đường huyết mặc dù kiểm soát tốt nhưng năng lượng không đủ để trẻ phát triển và dẫn đến cái tình trạng là suy kiệt và suy dinh dưỡng và lại mình phải lại phải hướng dẫn và một cái chế độ khác phải hướng dẫn dinh dưỡng và phải tư vấn cho người nhà lại thì thì là hai cái trường hợp là đáng nhớ một cái là mình gọi là mình không tuân thủ điều trị một cái thì mình lại kiên khen quá mức để cho trẻ không thể phát triển được À, kính thưa bác sĩ, đối với các trẻ mắc đái tháo đường á, thì sức đề kháng của trẻ có khác gì so với trẻ bình thường không ạ? À? Và nếu như mà trẻ đái tháo đường có bị thêm các cái bệnh lý hô hấp, ví dụ các bệnh lý hô hấp hay gặp như là cảm ho sổ mũi, vậy thì các cái thuốc trẻ sử dụng có thể có tương tác với insulin hoặc là các cái thuốc đái tháo đường tiếp hai mà trẻ đang sử dụng? Thì đối với một trẻ đái tháo đường, đương nhiên đó là một cái cái tình trạng bệnh mãn tính Ừ. Ờ, thì thường nếu như mà trẻ có một cái bệnh lý nào khác uh, kèm lên cái bệnh nền của trẻ thì đó là một yếu tố nguy cơ có thể làm cho cái tình trạng đái tháo đường của trẻ nặng hơn uh, như là cái trường hợp nó sẽ là nhiễm toan xe tôn đái tháo đường do những ừ. mà mình nhiễm là nhiễm trùng hoặc nhiễm siêu vi hoặc những bệnh lý về đường tiêu hóa hô hấp khác ừ. thì do đó khi trẻ đái tháo đường mà có những cái bệnh lý kèm theo thì bắt buộc mình phải đi đến khám bác sĩ uh, và uh, thông về cái việc tiêm insulin thì không có cái tác dụng tương tác gì so với ừ. những cái thuốc khác. Tuy nhiên, trẻ có bệnh nôn ói tiêu chảy, bệnh nôn hóc ừ. là phải đi khám lại bác sĩ và có chỉ định uống thuốc. Ừ. Dạ, ờ, về các sức đề kháng của trẻ thì có phải là cũng giảm đi hơn so với trẻ thông thường không ạ? Thì đối với trẻ đái tháo đường thì sức đề kháng thì không phải là giảm hơn. Ừ. À, tuy nhiên nếu như mà là mình nói là nếu như là mắc thêm một cái bệnh cấp tính khác thì sẽ có thể làm nặng hơn cái tình trạng đái tháo đường. Cảm ơn bác sĩ Bích Huyền về những thông tin chia sẻ vô cùng hữu ích. À, bác sĩ Huyền có thể tóm tắt lại buổi trò chuyện à, bằng một vài câu thật là đơn giản, ngắn gọn và dễ nhớ để các quý phụ huynh à, mình có thể mình dễ dàng nắm bắt được sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay được không ạ? À, thì à, đái tháo đường ở trẻ em thì à, là có hai loại đái tháo đường tiếp 1 và tiếp 2 tuy nhiên đái tháo đường tiếp 1 sẽ chiếm đa số à, và cái biểu hiện của đái tháo đường tiếp 1 với những cái triệu chứng như là ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều và sụt cân à, với đái tháo đường tiếp 1 thì chúng ta không thể phòng ngừa được Tuy nhiên đối với đái tháo đường tiếp 2 là thường xuất hiện ở những trẻ thừa cân béo phì. À, do đó mình có thể phòng ngừa được cái sự biểu hiện của đái tháo đường tiếp 2 bằng cách ăn uống lành mạnh. À, đối với những đứa trẻ mà đã được chẩn đoán đái tháo đường tiếp một lẫn tiếp hai thì cái việc điều trị tuân thủ điều trị thuốc và áp dụng cái chế độ ăn lành mạnh cộng cộng với cái lối sống phù hợp à, là quyết định à, thành công cái chuyện kiểm soát à, đường huyết của trẻ à, cũng như giúp trẻ hạn chế được những cái biến chứng lâu dài. À, chúng tôi hy vọng sau buổi trò chuyện vừa rồi chúng ta đã hiểu rõ hơn về căn bệnh này và đặc biệt là đối với đái tháo đường tuyết 2 thật không khó để phòng ngừa phải không ạ? À? Hãy luôn giữ chế độ ăn thật lành mạnh cũng như là một lối sống hợp lý sẽ giúp cho con trẻ không chỉ phòng ngừa được bệnh đái tháo đường nói riêng mà còn có thể phòng ngừa được thêm nhiều bệnh lý khác nữa cũng như là giúp cho trẻ phát triển một cách toàn diện nhất. Xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Bích Huyền, Phó trưởng khoa thận nội tiết Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cùng đồng hành với chúng ta trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn mong nhận được sự phản hồi của quý vị dưới phần bình luận của buổi phát sóng này. Nếu quý vị chưa kịp xem lại chương trình, quý vị có thể xem lại buổi phát sóng này hoặc xem lại trên kênh youtube của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.